Ok, em mến chào các bác. Thì hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu tới các bác một dòng băng cơ, phải nói là cực kỳ chất lượng các bác. Model M8 cộng của thương hiệu BD. Model M8 cộng nhé. Em mời các bác cùng thưởng thức một chút về cái echo, và sau đây em sẽ thử một cái đoạn karaoke. Đã hơn một lần có người bảo tôi bước vào yêu là khổ, nào hiểu vì đâu cơn mê tình ái tìm về khó mãi. Vào thời gian mới yêu bỗng thấy vui vui nhiều, mộng mơ khi mới yêu biết dần hơn vu vơ. Khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa đời cuối mùa. Vâng, thưa các bác, tiếng rất là ngọt ngào các bác nhá. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu qua để cho các bác cùng tham khảo về một dòng vang cơ rất là chất BD, model M8 cộng. Thì với cái phiên bản này thì có rất là nhiều cái đặc biệt để các bác có thể nên quan tâm và sử dụng cho mình một chiếc vang cơ như vậy. Thì các bác cũng đã biết dòng vang cơ thì rất là dễ sử dụng, chỉ sử dụng những cái tính năng đơn giản. Thứ nhất là chỉnh tăng bass, tăng mic, tăng echo thôi, rất là đơn giản. Và còn phần còn lại thì chúng ta các bác chỉ việc là sử dụng tu vít để chỉnh. Và bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu qua về dòng vang cơ BD M8 cộng này. Thứ nhất là ở đây sẽ có một cái 3 chiếc áp, một chiếc áp của mic, một chiếc áp của nhạc và một chiếc áp echo tăng to nhỏ về phần cổng echo đấy ạ. Và ở đây sẽ là một cái giải để chúng ta có thể sử dụng tu vít để chỉnh. Thứ nhất là về phần vang nhạy, thứ hai là về phần tăng bass chest của mic và tăng bass chest của nhạc. Và bên trên này là một cái rất là vượt trội hơn so với dòng vang cơ khác, đó là phần feedback. Các bác có thể sử dụng để cắt trong hú hay không cắt trong hú được ở đây. Và ở đây là những cái giải đèn hiển thị khi chúng ta đang sử dụng cổng 1, cổng 2 hoặc là cổng USB, cổng Bluetooth hoặc là cổng quang. Đấy các bác nhá, các bác lưu ý rất là tiện lợi. Và ở đây các tiện lợi tiếp theo đó là khi chúng ta đang mở nhạc bình thường như vậy, chúng ta có thể cắt nhanh, tắt nhanh tiếng nhạc. Đấy, không phải sử dụng bằng cái nút mic nhạc này các bác nhá. Đấy, chúng ta chỉ việc ấn như vậy thôi là sẽ cắt luôn. Đó, cắt nhanh. Nhiều dòng vang có cái chức có cái hiển thị như vậy nhưng mà sẽ không cắt nhanh được như vậy các bác nhá. Đó, cắt nhanh. Và đây sẽ những cái giải LED, 3 cái giải, 4 cái giải LED. Thứ nhất là về phần cổng LZ, cổng center, cổng sub, sẽ hiển thị rất là đẹp ở đây. Bên này là cái logo của thương hiệu BD. Và em sẽ cho các bác cùng xem luôn cái mặt đằng sau của chiếc vang. Đây là mặt đằng sau các bác nhé. Mặt đằng sau thì sẽ có cổng cổng quang này, các bác sử dụng cổng quang này. Thứ hai là cổng mic ở đằng sau này. Và đây là cái anten bắt Bluetooth sẽ tốt hơn so với những cái dòng không có anten. Và đây là cái cổng AUX 1-2. 4 lỗ cao nông để các bác có thể sử dụng. Thứ nhất là cắm xuống âm ly hoặc là cục đẩy. Và đây là cổng center, cổng sub. Đây là những cái nút để sử dụng được cái cổng center và nút để sử dụng cổng sub. Đây là nguồn điện vào. Và khi các bác mua hàng thì sẽ có những cái hộp như vậy. Đây là cái hộp nguyên bản của một chiếc vang các bác nhé. Đấy, thiết kế rất là đẹp, dày dặn cho các bác nhé. Và bên trong này sẽ là một tờ hướng dẫn sử dụng và một tu vít và một chiếc dây nguồn kèm theo, được bọc rất là cẩn thận từ những cái lớp xốp rất là dày. Đấy, bên mặt phải trái và cũng như là mặt trước. Thì khi các bác mua tại hàng tại Michael Auto thì sẽ có những cái dây jack. Thứ nhất là Canon khi để cho các bác có thể cắm được với cục đẩy, và AV để các bác có thể cắm được với những chiếc âm ly. Đó là tùy các bác mua với sử dụng mục đích như thế nào. Và em sẽ cho luôn các bác xem cái nội thất bên trong. Đây là nội thất bên trong của một chiếc vang rất là hầm hố. Thứ nhất là một cuộn nguồn, nguồn biến thế được bọc một lớp rất là dày các bác nhé, rất là dày. Ở đây thì sẽ sử dụng những cái IC nhỏ này để xử lý về tín hiệu nhạc.
và những chở những cái tụ lọc tụ gốm luôn các bác nhé, để lọc chất âm tốt hơn cả tụ thường. Và sử dụng hai con IC lớn này để xử lý về phần giải echo để cho echo mượt mà hơn. Đó. Và đây là cái phi xử lý về giải chống hú. Khi các bác sử dụng cái nút đằng trước này, tắt mở đây sẽ là đóng ngắt về cái giải chống hú này. Thì với cái phiên bản chống hú này thì nâng cấp hơn rất là nhiều, chống hú cực kỳ là tốt các bác nhé. Và đây là vi xử lý về phần giải optical. Đấy, những cái TV đời mới các bác sử dụng cái cổng này. Hàng này hàng chuẩn cho nên là người ta sẽ xóa những cái IC đánh ăn cắp các bác nhé, ăn cắp cái linh kiện. Đấy, cực kỳ là chất luôn các bác nhé. Từ đầu video thì các bác đã được nghe em hát một đoạn là cái echo cực kỳ là mượt mà. Em sẽ thử lại cái tính mic để cho các bác thẩm âm. Lên 1 2 2 3 4 5 6. Đó, các bác nghe thứ số 6 không ạ? 6 6 6 6, rất là mượt mà các bác nhá. Như vậy khi các bác hát, những các bác nào mà hát kém nó cũng sẽ nâng cái tiếng hát của các bác lên nhẹ hơn. Và cái tiếp theo đó là cái độ trung hú của nó. Đây em đang ngồi rất là gần thôi, một đôi loa nhưng mà cái mic không có hiện tượng gì cả nhá. Lên 1 2 Bác nhìn chạy với con đẩy xe 6 này, mức cũng đã là 12 giờ này. Và mic cũng 12 giờ này. Đó. Và phần cắm mic này cũng vậy, để 12 giờ, tất cả 12 giờ nhưng mà cái độ trung hú rất là tốt. Em có thể tăng lên thêm để 1 giờ để thử cho các bác. Lên 1 2 2 6 7. Đó, như vậy sẽ khi các bác hát xa các bác có thể tăng lên thêm nhiều. Ok. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm. Các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc vang như vậy thì các bác liên hệ Michael Audio. Số điện thoại 0977 434 361. Vâng, em chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.